Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời của tuổi 1997 nữ mạng. Nhìn chung nữ mạng tuổi này lúc nhỏ tình cảnh không tốt nhưng lớn lên lại có nhiều may mắn cả về tình duyên và tiền bạc. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và đem lại nhiều may mắn trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn cuộc đời thì lại có những điểm cần bàn luận và lưu tâm khác nhau. Và những điều mà Phong thủy Gia Cát sắp chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ dựa trên số tuổi, cung mệnh và giới tính của tất cả quý vị để chúng ta phân tích luận giải một cách chính xác nhất. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem tử vi chọn đời của nữ mạng 1997. Gia chủ Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Ly, mạng giản hạ thủy, nước dưới khe, xưng con trâu, tướng tinh con trùng, bà chúa ngọc độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Đinh Sửu qua bài thơ sau. Đinh Sửu mạng thủy, cung Ly, giang hà nước chảy từ từ đi qua. Gái mà sinh thuận thu đông có chồng sung sướng ở không ăn hoài. Xanh nhằm xuân hạ lỗi thay, đầu đội tay sách, tay mang gánh gồng. Đinh Sửu số cũng thong dong, âm đức phải giữ mới mong thanh nhàn. Số đặng nên cửa nên nhà, tự tay lo lắng đàn bà mấy ai. Bôn ba nào có ích gì, số trời đã định nghĩa gì xa xôi. Khuyên ai phận này thôi mà, đông tây vùng vẫy cũng là uổng công. Miễn sao ăn ở hiền lành, về sau cũng có đôi phần ấm no. Tổng quan, nữ tuổi Đinh Sửu trong cuộc sống phải trải qua nhiều vất vả và khó khăn mới có được những điều như mong muốn. Lúc trẻ gặp nhiều vất vả, bắt đầu sự nghiệp có nhiều khó khăn và cản trở. Bước sang tuổi 28, sự nghiệp phát triển khá nhanh chóng. Năm 30, có nhiều bước tiến đột phá. Trong tình cảm, nữ Đinh Sửu đa phần khá thuận lợi và có được hạnh phúc trọn vẹn. Sau kết hôn, cuộc sống đầy đủ sung túc và có nhiều niềm vui. Tóm lại, lúc nhỏ tình cảnh không tốt nhưng lớn lên lại có nhiều may mắn cả về tình duyên và tiền bạc, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và đem lại nhiều may mắn trong cuộc sống. Nữ tuổi Đinh Sửu hưởng thọ trung bình từ 74 đến 82 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, sống tốt đẹp thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Bên cạnh tích đức hành thiện để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được bình an, vạn sự như ý, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Đinh Sửu sinh năm 1997 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch, nữ Đinh Sửu trong tình yêu gặp nhiều trắc trở, nhiều lần không thành. Năm 18 tuổi, nhân duyên phát triển, có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên đều kết thúc khá nhanh chóng. Năm 20 tuổi là khoảng thời gian đẹp để phát triển tình cảm. Sau kết hôn, cuộc sống tuy cũng có những khó khăn nhưng không đáng kể, gia đình hạnh phúc. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch, đây là những người rất có duyên, rất thu hút người khác, tình cảm đối với họ không khá quan trọng. Những người này quan niệm hôn nhân chính là tùy duyên, Đinh Sửu thường là những người lý trí và mạnh mẽ. Người này đa phần sau kết hôn khá hạnh phúc và vui vẻ. Sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Những người này rất biết cách nắm bắt và nắm vững trái tim người khác, do vậy mà tình yêu của họ luôn thuận lợi tốt đẹp. Mặt khác, Đinh Sửu cư xử rất đúng mực, không bao giờ làm mất lòng ai. Cuộc sống hôn nhân của họ rất thoải mái trong các mối quan hệ gia đình. Gia đạo công danh.
Về gia đình, trong cuộc sống gia đình nữ Đinh Sửu có rất nhiều những niềm vui, được cha mẹ thương yêu, đời sống sung túc, no đủ. Sau khi thành lập gia thất, cuộc sống hôn nhân trải qua rất dễ dàng, không có phát sinh nhiều chuyện rắc rối. Về sự nghiệp, lúc đầu có nhiều cản trở và khó khăn, nhưng bằng những nỗ lực của bản thân, Đinh Sửu dễ dàng vượt qua và có được những thành công nhất định. Bước sang tuổi 30, sự nghiệp đặc biệt phát triển, những năm tiếp theo có vận tiền tài. Tuổi hợp làm ăn. Nếu trong cuộc sống hay trong làm ăn công việc, nữ Đinh Sửu có ý định tìm người hợp tác hay cùng đầu tư phát triển thì nên lựa chọn những người sau đây. Mậu Dần, Canh Thìn, Giáp Thân. Do hợp tuổi nên nếu cộng tác với những người này sẽ đem đến nhiều may mắn, thành công thuận lợi cho nữ Đinh Sửu. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Dần, Canh Thìn, Giáp Thân, nữ Đinh Sửu cả cuộc đời sẽ hưởng nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sau kết hôn, cuộc sống hôn nhân đầm ấm, tài lộc phát triển, thịnh vượng, mang đến sự may mắn trong công việc. Đinh Sửu kết duyên với những người tuổi này sẽ rất có lộc, không những như vậy tình cảm cũng rất tốt đẹp. Lựa chọn kết hôn với một trong số các tuổi Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Hợi thì nữ Đinh Sửu cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên cuộc sống đa phần đều rất tốt. Nếu Đinh Sửu biết cách kìm lại tính nóng nảy của bản thân thì cuộc sống chung vợ chồng sẽ có nhiều tốt đẹp hơn. Kết hôn với các tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Quý Dậu, cuộc sống ban đầu có nhiều ngăn trở nhưng về sau tình cảm lại gắn bó. Cuộc sống tuy không được giàu sang phú quý nhưng cũng no ấm đủ đầy. Đinh Sửu với các tuổi trên không hợp mệnh, do vậy mà cuộc sống hôn nhân cũng có những năm sẽ phát sinh những vấn đề làm cuộc sống lâm vào cảnh khốn đốn. Trong cuộc đời, có những năm mà Đinh Sửu không nên tiến hành lập gia đình do xung khắc về tuổi nên lấy chồng vào những năm 19, 23, 25, 31, 35, 37, 43 tuổi thì cuộc sống sẽ gặp phải nhiều điều không mong muốn. Nữ Đinh Sửu sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch, tình duyên không được may mắn, cuộc sống hôn nhân cần để tâm nhiều hơn. Tuổi Đại Kỵ. Do xung khắc về bản mệnh nên nữ Đinh Sửu không nên hợp tác với những người sau đây trong bất cứ phương diện nào của cuộc sống, đó là Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Tý, Giáp Tuất và Canh Ngọ. Trong công việc làm ăn, nếu hợp tác với những người này có thể đem đến nhiều phiền phức và rắc rối, có thể còn khiến cho Đinh Sửu bị thua lỗ. Cũng không nên kết hôn với những người tuổi này. Nếu kết hôn với những người tuổi này thì cuộc sống có nhiều điều sầu lo. Muốn có được hạnh phúc thì bản thân Đinh Sửu phải cố gắng hơn gấp nhiều lần người khác. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Đinh Sửu hay gặp phải tình huống khó khăn, nhiều chuyện không thuận lợi xảy đến, làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, công việc, cuộc sống, những mối quan hệ và cả sức khỏe bản thân, đó là vào các năm 19, 24, 33, 41. Vào những năm này, cần nên cẩn thận và chú ý hơn tới mọi quyết định của bản thân, cẩn thận lừa gạt và hao tốn tiền tài. Để vận trình tài lộc luôn được ổn định, suôn sẻ, hanh thông, giảm thiểu rủi ro, thất thoát, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài, đón vận cực kỳ hiệu nghiệm trong phong thủy mang tên vòng tay tam hợp quý thần. Với tuổi Sửu, bạn nên dùng vòng tay Tỵ Dậu Sửu để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được làm từ gỗ huyết long. So với những loại gỗ khác khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần sẽ hết mùi. Còn đối với loại gỗ này, gỗ huyết long, thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Đó là một mùi hương rất riêng của riêng bạn. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc, niềm vui, sự hoan hỷ trong cuộc sống. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nữ Đinh Sửu xuất hành thuận lợi nhất vào thời điểm ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn. Trước khi vào những việc trọng đại nên chú ý tới thời gian xuất hành để tăng thêm lộc khí và phúc khí cho bản thân. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi tình cảm phát triển đẹp, thời gian này có rất nhiều những kỷ niệm ý nghĩa với bạn bè và người thân, cuối năm tình duyên phát triển. Năm 21 tuổi cẩn thận mắc bệnh,
có chút vận may về tài chính. Năm 22 tuổi, công việc bước đầu phát triển khá thuận lợi, có người giúp đỡ. Năm 23 tuổi, cẩn thận trong các công việc làm ăn, buôn bán. Năm 24 tuổi, công việc thuận lợi hơn nhiều, có vận may về tài chính vào cuối năm. Năm 25 tuổi, đây là năm phát triển mạnh mẽ, tài lộc tới nhiều, tình cảm cũng theo đà phát triển. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi cẩn thận trong làm ăn, tránh mua bán, những thất thoát về mặt tiền bạc là có thể xảy ra. Năm 27 tuổi, sự nghiệp có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Năm 28 tuổi, gia đình có nhiều niềm vui, có tin vui về con cái, cuộc sống trong năm may mắn, đời sống vật chất và tinh thần tốt đẹp. Năm 29 và 30 tuổi, không có vấn đề lớn phát sinh. Năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi cẩn thận về bổn mạng, ra đường cần chú ý, trong năm khó tránh khỏi mắc một số chứng bệnh. Năm 32 tuổi, việc làm ăn diễn ra không thuận lợi, tuy nhiên không có tổn thất nào lớn. Năm 33 tuổi, nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình con cái. Năm 34, 35 tuổi, công việc làm ăn phát triển tốt nhưng trong gia đình hay xảy ra khúc mắc, không yên ổn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi vận may tốt đẹp, nhiều tài lộc. Năm 37 tuổi, tình cảm phát triển tốt đẹp, công việc làm ăn cũng thuận lợi. Năm này công danh phát triển mạnh. Năm 38 tuổi chú ý đề phòng các mối quan hệ xã hội xung quanh, tránh bị lừa gạt. Năm 39 tuổi, tình cảm gia đình xảy ra nhiều vấn đề. Năm 40 tuổi, bình thường, cuộc sống thoải mái, chú ý tới sức khỏe. Năm 41 đến 45 tuổi, những năm này tình cảm gia đình tốt đẹp, nhiều niềm vui đến từ con cái. Năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, thời gian này nên tạo nhiều cơ hội cho con cái học tập, phát triển. Năm 47 tuổi, nhiều cơ hội may mắn khiến đời sống ngày càng sung túc và giàu có đến với bạn. Năm 50 tuổi, chú ý điều dưỡng sức khỏe, nhất là về mặt tinh thần. Thưa quý vị, luận giải tử vi nữ mạng đích sử 1997 về vận hạn tình duyên gia đạo sự nghiệp. Thay vì đến các thầy phong thủy xem tử vi, quý vị gia chủ sinh năm 1997 có thể đọc đoạn phân tích luận giải từ chúng tôi. Mọi luận giải trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho tất cả quý vị chủ động trước những thuận lợi hay khó khăn, trở ngại trong cuộc sống 24/24. Mong rằng tất cả quý vị hãy để lại thông tin và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.